Mình chào mọi người nha, mình đi thăm vườn của ông kia, ông Trung, cái làn cái làn rừng này. Một bụi này họ mua, thường thường họ mua bao nhiêu anh? Cái làn rừng này. Cái này hồi xưa người ta mua ký. Ký một ký cái mới lấy từ rừng á là 250 một ký. 250 ký. Còn có cái làn khác nữa không? Cái làn khác có cái này là đuôi chồn này, đuôi chồn. Còn cái kia đây là già hạn rồi, cái kia đuôi còn gọi là đuôi chồn. Đuôi chồn đấy. Đuôi chồn. Làn đuôi chồn. Cái kia thì già hạt á. Già hạt à? Một ký cái khoảng bao nhiêu tiền? Cái đó là theo loại, người ta nếu mà dài người ta tính bán khúc, còn ngắn thì người ta mua giá khác. Giá khác à? Còn bên này còn gọi là làn gì đây? Làn này hả? Cái này cũng là đuôi chồn luôn. Đuôi chồn. Cái này bên này màu tím tím này. Cái này là lông tu này. Lông tu. Bên này khác màu chứ. Bên này cũng khác màu. Cái màu tím tím ngoài kia là cái gì vậy? Cái đó là khác. Khác à? Cái đó cũng là thuộc về lông tu, nhưng mà lông tu đó lông tu khác. Cái đó một cân con hình như mấy triệu nha. Cái đó khoảng triệu mấy ạ. Triệu mấy hả? Dạ. Còn cái làn này còn giá trị ghê hả? Ghê gớm hả? Ồ, mấy thằng người giàu mua đắt lắm. Đắt lắm. Cái màu xám xám kìa, cái cung lông tu à? Hay là mấy? Giá hạt. Cái này là giá hạt đấy. Giá hạt. Cái này một cân chục triệu không? Này nếu mà khoảng là nếu mà bán lại thì chắc phải mười mấy triệu hả? Đây mọi người ơi, đây thăm cái vườn ông kia nhà, đây cái này giá hạt này mười mấy triệu một khúc mọi người, cái giá hạt là mắc tiền lắm đấy, hoa của nó mình mùi thơm lắm. Bên này là dài nhất này. Thôi nhá, chào video tại đây nhá, chào mọi người nhá.